chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của hợp tác xã nông nghiệp hai tết mọi người thì hôm nay đây là mình mới vừa cút đất xong cái đám đám thực nghiệm của bên mình về trồng hành thì này cũng vô mùa mưa cũng đã lâu rồi. À, thì bây giờ cái mùa mưa đó là mùa mà cây hành gọi là sợ nhất. Thì lý do tại sao sợ? Tại vì mùa này là mùa mà cây hành nó thói nhiều nhất nè mọi người. Ngày xưa giờ tập quán nông dân mình á cái bệnh thói á là ít khi nào mà họ xử lý trước ngay từ đầu lắm, hoặc là có một số người á thì sẽ xử lý ngay từ đầu nhưng mà xử lý bằng cách là mình bón voi. Thì mình sẽ cho mọi người thấy cái hậu quả của cái việc bón voi nè thì đây là cái ruộng mà mình thuê lại thì ngày xưa nông dân ở đây cũng xử lý voi nhiều lắm nên là mọi người thấy nè đắt nè đất mà khi mà xử lý voi nè nó rất là chai xử lý càng nhiều thì nó sẽ chai càng cứng như thế này nè và càng cứng như thế này thì trồng hành nó rất là khó khăn như vậy thì mọi người có một số chỗ thì khi mà đất tốt mọi người bóng voi xử lý voi trước khi xuống giống đó thì voi nó làm cho cây mình phát triển rất là tốt nha nhưng mà sau một thời gian thì làm càng ngày càng càng xuống xuống càng đắt càng chai 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 là như thế này. Thì nó chai thành cục cục như thế này luôn. Mà cục cục như thế này rồi thì trồng cái gì cũng khó mà có năng sức lắm, không riêng gì cây hành. À, vậy thì cái câu hỏi đặt ra là ngoài cái voi ra mình có cái gì để mà mình xử lý cái đất để cho nó không có bị thối nữa không? Mà đặc biệt là nó phải an toàn nha, mình không thể nào mà mình xử lý theo kiểu cũ được. Thì à, mình xin giới thiệu cho mọi người thì hai cái sản phẩm nếu mà mình có thể xử lý được thì đầu tiên sản phẩm đầu tiên là sản phẩm vlog thì sản phẩm này là hoàn toàn là thực vật là cái này là vi khuẩn bacillus subtilis đây mọi người có thể thấy nè cái thứ hai là mình sẽ sử dụng cái bơ sắt này bơ sắt này hai cái này là mình sẽ trộn lại với nhau mình trộn lại với nhau thì mình xử lý như thế nào thì cái đất này nó đã chai rồi thì bây giờ muốn cải tạo lại thì bắt buộc phải bón cái phân hữu cơ nhiều vào thì phân hữu cơ thì bên mình chọn là cái phân hữu cơ samix cộng với cái silicat thì tùy theo chỗ của mọi người mà có hay không mọi người có thể dùng cái hữu cơ nào cũng được chứ không riêng gì những cái cái hai cái hữu cơ của bên mình à, thì mọi người sẽ chọn cái hai cái sản phẩm này vlog cộng với lại là bơ sắt mình sẽ trộn chung vào phân hữu cơ mình sẽ gãi trực tiếp lên mặt lên mặt đất như thế này luôn à, thì cái công dụng nó như thế nào cái thằng vlog đó thì khi mà mình gãi xuống đất đó, thì nó sẽ, nó là vi khuẩn, nó sẽ ăn tất cả các mầm bệnh ở trong đất luôn Thì trong đất này mọi người thường là cái khuẩn á, gây ra thối hoặc là cái nấm gây ra thối ở trên cái hành của mình á Thì thường nó là cái chủng Fusarium, mà Fusarium thì cái con Bacillus subtilis này nè, nó rất là thích à. Nên là khi mà mình gãi xuống đó thì cái mặt số nó sẽ nhanh lên rất là nhanh Mặt số nhân lên rất nhanh thì nó sẽ tiêu diệt Cái nấm và vi khuẩn bắt lợi rất là nhanh Đây Thì cái liệu dùng của mình thì nó cũng Tương đối ít chứ không có nhiều Thì uh, mình sẽ sử dụng là 300 g v Cộng với lại là 300 g Cái bơ sắt Để mà mình gãi toàn bộ cho 1.000 mét vuông này à, Mọi người thấy từ đây vô đó nè 1.000 mét vuông. Thì mình gãi xong bắt đầu mình sóc đắt lại Thì uh, tí xíu nữa mình sẽ quay một À, một cho mọi người coi một cái video clip là khi mà mình gãi xong bắt đầu mình sẽ ngày mai mình sẽ sóc đắt lại sóc đắt lại thì bắt đầu là vi khuẩn bắt đầu là mát mẻ à, đủ độ ẩm và vi khuẩn nó nhân lên mặt số rất là nhanh nó sẽ tiêu diệt tất cả các mầm bệnh rất là nhanh thì nếu như mà mọi người mà có muốn mà trải nghiệm cái sản phẩm mới hoàn toàn từ tự nhiên mà có thể quản lý được cái bệnh thói trên cây hành đặc biệt là mùa mưa này thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại hotline nha mọi người chúc một mọi người một ngày mới tốt lành một mùa vụ hành vội thu Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Nếu mà mọi người có thấy video này hữu ích đó, thì mọi người cho mình xin một like và một subscribe nha. Để cho cái kênh ngày càng phát triển hơn và nhiều người biết đến hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.